Ok anh em ơi, mới vừa đã xong ra luôn nha. Thì cái xe này nó rất ok lắm, tới mức mà cái chống đứng này mà nó gỡ được cái cốt ra luôn ha. Này, gỡ được cái cốt ra luôn này anh em ha. Đó, thì anh em nào lấy cái chống đứng này thì liên hệ mình nha, chống đứng quay. Đó, thì nhiều anh em chúng ta bị chống đứng này nó bị mòn á, lủng cái dưới đáy đít này, với lại nó bị mọt ở đây. Thì anh em có thể thay thế bằng cây này nha. Cây này thì rất là mới ha. Cây này nó mới lắm, chẳng qua là mình chưa có vệ sinh nữa thôi. Cây này là nước sơn rất là bóng này. Đó. Thì gác chân quay zin theo xe có cục cao su này, zin nó theo xe nó có cục cao su này ha. Đó. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có liên hệ mình, chủ xe thì người ta kỹ, người ta gắn cái cục cao su giò đạp vô đây cho nó êm êm chân ha. Thì anh em nào chúng ta về chúng ta này không xài thì anh em lột cái cục này ra. Đó. Giá của cây chống đứng này là 250 nha, siêu rẻ luôn. Ok. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, tặng cho anh em cái cốt luôn nha. Giá 250 thôi.